Một mình, không ổn đâu, thực sự là không ổn đâu. Các bạn cùng nghe những chia sẻ từ Hamlet chương nhé. Mọi người vẫn thường bảo tôi rằng cô đơn là một đặc ân. Có lẽ cái đặc ân duy nhất mà cô đơn mang lại là không phải đau khổ vì tình yêu, vì làm gì có ai để chia tay. Một mình thích thật đó, làm gì cũng tự do thoải mái, không ai ràng buộc mình. Thích cái gì làm cái đó, thích đi đâu thì đi, rồi bất chợt khựng lại giữa dòng người qua lại trên phố khi nhận ra rằng mình đang cô đơn giữa đám đông. Liệu có bao giờ bạn nằm nghĩ một ngày của bạn ra sao chưa? Tôi thì có rồi đó. Sáng tôi cố ngủ tới tận trưa khi không phải học buổi sáng. Không phải tôi ngủ nướng, chỉ là tôi sợ một ngày dài trôi qua lạc lẽo và làm cho tôi có suy nghĩ lung tung rồi đâm ra tự kỷ. Tôi thích đi cà phê, ngồi một quán và bên cạnh đó tách cappuccino, nhiều cà phê đơn giản vì không ai đi cùng. Một mình không ổn đâu, sẽ không ai nhắc nhở khi bỏ bữa hay thức khuya, không ai quan tâm chăm sóc mỗi khi bị ốm, không ai gọi dậy vào buổi sáng, không ai chúc ngủ ngon mỗi đêm. Những khi buồn chỉ có một mình và một mình, ôm hết nỗi buồn, để rồi khi ai hỏi thì miệng cười rồi phớt lờ đi. Thèm lắm cái cảm giác mỗi tối có người cùng đi dạo, dù có đi khắp cả thành phố, có lẽ tôi cũng không mệt, chỉ đi bên cạnh là cả thế giới của tôi. Một mình không ổn đâu, thật sự là không ổn. Ra đường vào mỗi tối, ghé vào một quán nào đó ăn dội bát phở, hay đại loại là ăn qua loa cái bánh cho xong bữa tối rồi về nhà. Vì vốn dĩ sống với cô đơn triết thành ra sợ đám đông, sợ những nơi công cộng. Bạn bè thì đông, nhưng có mấy ai thấy được nụ cười trên gương mặt của mình mang niềm vui thật hay chỉ là niềm giả tạo. Cũng lâu rồi không yêu thương ai, cũng lâu rồi không ai yêu thương mình. Cô đơn không phải là một đặc ân, cô đơn là một sự trống vắng rất lớn trong lòng.